Đấy, chào các bác làm vườn. Hôm nay thì bên em mới về những cái dụng cụ dành cho các bác làm cây. Thì hôm nay truyền dịch về rất chi là nhiều để phục vụ các bác nhé. Cái gói truyền dịch một cái dòng tốt nhất đây. Thì bên cơ sở em có truyền dịch xanh và truyền dịch vàng. Thì đây là cái mẫu truyền dịch vàng hàng Đài Loan đang được các bác quan tâm rất chi là nhiều, giúp cây của các bác luôn luôn khỏe mạnh nếu như các bác mà dùng những cái dòng truyền dịch này. Đấy, và em cũng nói luôn cái phương thức giao dịch của bên cơ sở em nhé. Bên em là bên shop dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn. Và với những cái dụng cụ cần thiết như này thì chắc chắn không thể thiếu được đối với các bác làm cây. Đấy, các bác hãy tham khảo một chút video. Em sẽ nói giá từng dụng cụ một để các bác được biết nhé. Và số điện thoại để các bác khi cần những cái dụng cụ này, hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295 hoặc số điện thoại 0888 636 138. Đấy, và em bổ sung thêm một số điện thoại nữa là số 0975 531 602. Đấy là 3 số điện thoại để giao dịch, để tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm cây của bên cơ sở em. Thì với cái dụng cụ này nhá, đầu tiên là cái gói truyền dịch, một cái mẫu cao cấp. Nếu như các bác mà dùng cây nó mà bị yếu, lá héo thì các bác có thể sử dụng 1 đến 2 gói để truyền cho cây nó xanh tốt nhá. Đấy, và em sẽ nhận ship tới tận nhà các bác. Đấy, các bác có đồ dùng hết đây rồi, về các bác chỉ việc treo lên và cắm vào cây thôi là ok. Đấy, và tiếp theo là L3M, là cái dụng cụ kích rễ tốt nhất ở cái thời điểm hiện nay, giúp các bác ươm cây, kích thích cây. Thì tùy theo các bác sử dụng nhé, nó sẽ có lọ to và lọ nhỏ đấy. Cái dụng cụ này là dụng cụ bán thêm nhé. Khi các bác mà cần cái gì, các bác có thể mua thêm một lọ để cho nó đỡ mất phí vận chuyển. Cái này thì nó rất chi là rẻ, cho nên là em không thể bao ship được. Trừ khi các bác mua cùng cái kéo, cái kìm, các bác có thể mua thêm một lọ. Đầu tiên là cái kích rễ hồng này nhá. Cái kích rễ hồng này giá của nó rất chi là rẻ, nó là 35.000 một lọ này các bác này. Mỹ Tiến 35.000 một lọ này các bác nhá. Đấy, keo liền da. Và tiếp theo là keo tránh lâm. Keo tránh lâm là một loại keo rất chi là tốt rồi. Cái tránh lâm này nó 80.000 trên một lọ các bác ạ. Keo tránh lâm này 80.000 nhá. Và tiếp theo là keo Mỹ Tiến đen. Keo Mỹ Tiến đen các bác mua lọ nhỏ này là 50.000 một lọ này. Các bác dùng ít thì các bác chỉ cần dùng lọ nhỏ này thôi, cũng không cần đến lọ to. Còn em có một cái L3M kích hoa hồng nhá. Cái này chuyên dụng để cho các bác làm hoa hồng này. Các bác tưới kích hoa hồng này rất chi là tốt nhá. Đấy, cái dụng cụ này. Đấy, và cái lọ kích rễ thì em sẽ có 2 loại. Cái loại này 1 lạng nhé. Cái lọ này có 25.000 một lạng một lọ thôi. Đấy, các bác có thể mua kèm thêm để về kích thích cho cây, cho hoa. Các bác sử dụng ít thì các bác dùng lọ này. Cái này thì nếu như các bác mà muốn về mà sử dụng ấy, mở ra nhá. Đây là cái lọ này nó đầy lên đây là 1 lạng này. Các bác mở ra, có lắp đậy cẩn thận vào để phục vụ vào lần sau. Phân bón lá nhá, phân kích rễ nhá. Đấy, giá thì rất chi là rẻ này các bác nhá. Mà lại là sản phẩm tốt, cho nên các bác yên tâm. 25.000 trên một lọ này. Đấy, keo thì đủ các loại luôn. Đấy, tùy theo các bác sử dụng nhá. Cái lọ này là lọ 5 lạng là 100 này các bác này. 5 lạng thì sẽ là 100 nhá. Còn 1 lạng thì sẽ là 25.000 một lạng đây. Thì với những cái dụng cụ này mà khi các bác xem được video ngắn của em, các bác mà đang cần tới đồ gì, đấy, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới 3 đầu số điện thoại em vừa mới nêu trên nhé. Em đã nhận ship đến tận tay các bác. Đấy, và những cái dụng cụ liên quan như là kìm kéo cưa thì bên cơ sở em rất chi là nhiều. Những cái dụng cụ này thì em ít đăng tải, bởi vì các bác cũng đã biết tới bên cơ sở em rất chi là nhiều rồi. Đấy, đây là cơ bản nhé. Em vẫn còn những cái dụng cụ nữa, nhưng hôm nay trời tối rồi, em cũng không bỏ ra để làm chi tiết ở từng mẫu một. Đấy, các bác mà quan tâm và yêu quý kênh và quan tâm tới nhiều cái dòng sản phẩm khác nhau, các bác đừng quên ấn vào like, chuông và đăng ký kênh nhé. Mỗi video sẽ đăng tải một mẫu để gửi tới toàn thể các bác trên cả nước khi các bác mà quan tâm tới những cái dụng cụ của bên cơ sở em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.